nhìn các ái. Dân làng chài sẽ đón chào bạn bằng thiền thú, bằng tầng câu dây dài giữa biển, bằng những cá thơm, ốc ngọt nướng ngay trên bờ cát vàng. Người dân làng chài cát hải Bình Định luôn chào đón bạn. Khách phương xa là khách quý. Đi từ thành phố Quy Nhơn vào làng khoảng 40 cây số, mời bạn lên thiền thúng, phương tiện đánh bắt cá của chúng tôi bám biển hàng ngày. Đừng lo, vì chúng tôi biết rằng ngày nào biển êm, ngày nào sóng dữ, không được ra khơi. Bạn có thể mặc áo phao nếu cảm thấy cần an toàn. Để ra gành đá, bạn có thể đi bộ đường núi tới những mỏm lan ra sát biển, hoặc bạn cùng chúng tôi đẩy thuyền thúng ra khơi, chầm chành cùng những con sóng để ra gành, ngắm trời xanh, biển xanh, rừng xanh ngát mắt, ngắm từng con thuyền của bà con ra khơi đánh cá, lá cờ đỏ mang niềm kiêu hãnh của dân Việt tung bay trong gió, ngắm ngư ông lên đên giữa biển câu cá, hai tấm sốt trắng, một cây đòn dài thành phao, vậy mà họ ngồi câu cả ngày. Cá biển dễ tính, cứ thả xuống nhấc lên là dính một lần mấy lưỡi câu. Nhiều người chỉ đi câu vậy thôi mà ngày cũng hơn chục tí cá. Gành đá có những dụng nước nhỏ, sóng không lùa vào tới, nhưng nước chảy róc rách, nằm tắm nắng sớm rất là im. Bạn có thể trèo lên những góc đá, hàu sữa ở đây nhiều vô kể. Mỗi con chỉ to hơn hai ngón tay một chút, mang thêm ít mùng tạt và chanh, bạn sẽ có bữa buffet hàu biển miễn phí. Chán ăn hàu, bạn có thể lặn ngắm san hô quanh bờ, bách nhung, ốc biển, ngắm đàn cá biển rạng ngời lượn lờ qua kẽ ngón tay. Biển Bình Định trong xanh, mùa này sóng yên nên ra gành thuận lợi. Dân làng chài chúng tôi hay mời khách đi dã ngoại như thế. Vào bờ rồi, thì bạn có thể chạy dài trên bãi cát, đuổi bắt còng, rồi về nhóm lửa. Chúng ta có một bếp nướng cá, nướng nhum hấp ốc ngay bên cạnh bãi biển rì rào. Thịnh thoải mái, mở nhạc, hát ca từ sáng tới đêm. Nếu có dịp mà bạn về các làng chài trải nghiệm đi thiền thúng ra khơi, biết đâu những chuyến đi không đồng như thế lại là kỷ niệm đẹp trong hành trình xây dịch thời thanh xuân của bạn.